sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Mẹ. Ừ, cô dâu. Ý trời, sao mẹ lên sớm vậy? Trời đất ơi, ta nói ở dưới quê lên phải đi sớm chứ nó khỏe con nó mát. Chứ đi trễ rồi nắng rồi hoặc trễ nữa thì giờ tối rồi nguy hiểm lắm, hiểu không? Mẹ đi, mẹ có mệt không? Ôi mệt gì mệt, ta nói thầy leo lên xe, trời ơi, ta ngủ suốt từ dưới quê lên đây. Cái ăn cái người kế bên chị tới nơi rồi tôi mới dậy đó. Chứ mà mẹ dễ ngủ gì đâu đó con. Trời mấy ông tài xế nói mẹ ngủ khỏe dễ sợ. Dí tới Bình Dương mới bắt kịp mẹ chứ. Ê, thôi được rồi. Ủa mẹ, sao mẹ đem đồ gì nhiều quá vậy nè? Trời ơi, lâu lâu rồi lên thành phố thăm con thăm cháu thì phải đem đồ dưới quê lên chứ. Mà yên tâm, đồ nhà mình là rau sạch nè, trái cây thì cũng sạch. Ba con trồng nó yên tâm, bỏ tủ lạnh thì mẹ ăn từ từ là cũng được hay con. Tụi con sợ mẹ mệt thôi chứ tụi con thích ăn đồ dưới quê lắm. Ôi mệt gì mệt, mẹ nói rồi, đồ đạc thảy lên xe, xe nó chạy thì mình có chạy đâu mệt. Ba con không cản là mẹ đem nhiều nữa đó nghe. Trời ơi, ba con nói trời sợ bà sách không có nổi. Trời, tôi nói nhiêu tôi cũng sách nổi, thảy lên xe là nó chạy. Thôi, nhiêu đây là đủ rồi. Ủa, mà mẹ lên đây chừng nào mới về lận? Chừng nào mới về hả? Dạ. Chừng nào hai chồng mới đuổi ta mới về. Mệt quá, lẹo hoài. Mẹ này. Nè, nói nghe nè, kỳ này mẹ lên đây đó ha, dạ. Ở hơi lâu rồi nghe. Ta nói rồi ăn uống á, là vợ chồng con giao cho mẹ cái bếp đi. Ta nói ta nấu đồ ăn á, rồi tụi bay á, là có nhiệm vụ là ăn hết cái phần gì mẹ nấu là được rồi. Chuyện nhỏ, ăn uống là chuyện nhỏ. Hứa gì cho tôi gì nhớ không? Gì hai gì? Chồng hứa gì nhớ không? Hứa gì đâu? Hứa khi nào vợ con có tin vui mẹ mới chịu về. Mẹ. À, ha. Mẹ này kỳ ghê đi, nói mấy chuyện đó ở đây. Ghê gì? Trời đất ơi. Đây nè, bé Nhiên á là năm nay nó mấy tuổi rồi? Nó cũng 5 tuổi rồi. Mà bây giờ phải có một đứa em trai chứ, cho nó dòng nó giỏi chứ. Ủa. Yên tâm, kỳ này có mẹ lên là thế nào vợ chồng con cũng phải có. Thôi rồi, mẹ cứ yên tâm thiệt á, mẹ mà nấu ăn kiểu này nha, 10 đứa con đẻ cũng được, đừng nói đứa. Anh nhớ nghe, nè, 1 2 3 ba mặt một lời nghe. Hứa là phải giữ lời nghe con, 10 đứa nghe con. Thôi à, em dạ. Đem đồ đạc đồ vô trong đó cất cho mẹ, rồi đem đồ xuống bếp rồi chuẩn bị đẻ nữa. Quên. Chuẩn bị nấu nữa. Quên. Rồi, đem xuống mẹ nấu cho. Rồi đây. Đưa mẹ vô trong đi, anh sao đi. Đây. Đây. Anh, anh tìm cách đi, em vô muốn sinh thêm con đâu. Ơi, không sao đâu, mẹ ép mấy bữa rồi mẹ bỏ cuộc em đừng lo gì hết á. Thôi khó. Với lại anh thấy chuyện có con cũng dễ mà, đâu gì đâu. Không mấy... Mẹ vô nè. Trời, cái gì vậy? Con đang làm gì à? Con massage cho vợ con. Mẹ vô mẹ không gõ cửa gì mà. Mẹ có nói rồi mẹ vô nè. Bất ngờ ghê. Nè hai đứa uống đi con, uống đi. Còn nóng gì? Còn nóng. Thuốc. Mẹ mới sắc á, nóng hổi, uống đi mới tốt. Thuốc gì trời? Thuốc bổ. Uống mẹ, tụi con mạnh khỏe mà uống thuốc bổ làm chi? Thì mạnh khỏe mới uống. Uống thuốc này đâu có ảnh hưởng gì đâu, chỉ là ảnh hưởng là sinh con thôi. Nhưng mà con có bị gì đâu mà sinh con. Thì đó, không bị phải uống. Con biết không, mẹ phải đi tìm ông thầy này mấy ngày trời đó, sắc thuốc cho tụi con uống. Uống xong cái này sẽ có hiệu quả vô cùng. Nè, hai đứa uống đi, uống dạ. Đi. Thôi mày để đi rồi, mày đi ngủ sớm đi rồi dạ. Đó con uống. Chúc không con... được, không được. Phải uống có mặt mẹ mới được. Hai đứa này ngoan nè. Ngậm uống dễ uống lắm con. Đó, uống nóng vậy mới hiệu quả. Thì con uống nha mẹ. Ừ, uống đi hai ba đúng rồi. Uống đi con. Rồi, đi cho mẹ, đi đây cho mẹ. Còn miếng ráng uống hết, ráng uống hết. Uống hết mới tốt.
Ừ, ngoan quá nè. Mỗi ngày giao giờ này mẹ sẽ lên đây cho tụi con uống thuốc. Dạ. Rồi, hai đứa ngủ ngon ha. Dạ, ừ. Mẹ đi ngủ ngon nha mẹ. Anh ngủ cái gì? Chết rồi. Thuốc ngắm rồi. Sao vậy anh? Trời, thuốc mẹ sắc ngắm dã man luôn á. Hả? Trời, lẹ, đéo kịp. Mẹ dưới nè. Trời, cái gì nữa vậy? Mẹ quên dặn nữa. À, cái thuốc này nó hiệu nghiệm lắm. Nhưng mà từ đây tới cuối tháng còn 10 ngày nữa thì hai đứa không được ngủ chung. Hiểu chưa? Khi nào mẹ ra lệnh ngủ thì mới được ngủ. Ha. Nhưng mà thuốc vô rồi 10 ngày hả? Đúng rồi, trong 10 ngày này vợ con không có bầu. Hả? Cho nên con ngủ chung với vợ con sẽ bị mất sức. Mà con đừng có mắc cỡ với mẹ. Mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn, con có sao là mẹ biết hết, mẹ thấy hết. Bây giờ dạ. Tuấn đi ra ngoài phòng khách, vợ con ngủ đây. Ờ, mẹ. Nhưng mà con... Sao? Con phải ra phòng khách ngủ khi nào mẹ cho phép mới được. Con... Đây là lệnh. Đi mẹ vợ. Trời. Gì mà? Con làm gì ạ? Chúc vợ ngủ ngon. Ngủ đi nha vợ. Ngủ đi. Con trở lại phòng khách ngủ đi. Con phòng khách khó, khó ngủ là phải không? Dạ. Khó ngủ cũng phải ráng ngủ. Vì đàn con, đàn em thương yêu. Con ha. Ê, phòng khách ngủ. Hiểu rồi. Ráng đi con, 10 bữa thôi mà. Biết sao mẹ lạ nhà mẹ ngủ không được cho nên mẹ đi vòng vòng giống như là dân phòng đi canh gác vậy đó. Nói mẹ. Vậy đó nghe, đừng tưởng là không có tôi đừng muốn làm gì làm ha. Dạ. Khi nào mẹ cho phép mới được vô phòng vợ con, hiểu không? Giờ trở lại phòng khách ngủ cho mẹ. Dạ. Ừ. Con đi ngủ nha mẹ. Chúc con ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon nha. Ừ, mẹ ngủ ngon. Ngọc ơi, dậy con. Ngọc, dậy. Dậy. Để ngủ xíu nữa. Anh hả? À? Anh cha mày chứ anh hả? À? Dậy. Dậy mà. Dậy mà. Ồ, nè. Hai đứa dậy, đi chạy bộ cho mẹ. Trời, cái gì? Cái gì mới mấy giờ mà đi chạy bộ? 5 giờ rưỡi sáng rồi. Trời, 5 giờ rưỡi sáng đi ăn trộm chứ chạy bộ gì trời. Không có giờ này nè. Chạy nè, chạy bộ nè, sức khỏe đổ nhiều cái thuốc để sanh em bé, hiểu chưa? Cái gì? Sanh em bé gì nữa? Mẹ, hôm qua con đi làm khuya cho con ngủ xíu nữa đi. Mẹ nói không có được, làm khuya gì cũng phải giờ này phải vậy, mẹ nói rồi nghe. Chạy bộ, tập thể dục, đổ mồ hôi nhiều, mới có sức khỏe, mới sung mãn, mới sanh bé trai cho mẹ. Mẹ nói rồi, mỗi ngày giao giờ này, mẹ sẽ dậy, kêu hai đứa đi chạy bộ tập thể dục. Không nói nhiều, đi vô trong thay đồ, lẹ lên. Chạy bộ, con thức dậy, đi rửa mặt rửa mày chạy bộ cho mẹ. Đây là lệnh, đi thấy đâu? Mẹ... Không nói nhiều đi thấy đâu. Thằng này dậy, đây là lệnh, hiểu chưa? Rồi, đi. Đi chạy bộ, đi. Mẹ, cái gì vậy? Trời đất ơi, tập thể dục mà hai đứa yếu xìu vậy. Khỏe mạnh lên con, còn trẻ mà. Phải, tại tối qua con ngủ được, không mấy gì ngủ xíu đi, 9-10 giờ ra rồi tập mẹ. Trời ơi, tập thể dục phải đi buổi sáng sớm này mới tốt cho sức khỏe, 9-10 giờ trưa nắng không được. Thôi mẹ, không mấy về nhà tập nha. Không được, về nhà tập không có đổ mồ hôi, tụi con phải chạy bộ cái thiệt nhiều. Mồ hôi con đổ ra đó, mới có sức khỏe, mới sung sức, sung mãn mà sanh con trai cho mẹ. Sinh cháu trai cho mẹ, sinh con trai cho tụi con, hiểu chưa? Bây giờ chạy bộ mồ hôi thì tụi con sẽ vui vẻ thôi. Bây giờ nè, nghiêm, chạy bộ, chạy.
Có những người khi về già trở nên kiệm lời và hầu như là không nói. Nhưng có những người khi về già, họ trở nên nói nhiều và gây khó chịu cho tất cả những người xung quanh. Nhưng ít ai biết rằng, khi người già nói nhiều, đó chính là lúc họ cần sự quan tâm và chia sẻ. Họ sợ cảm giác cô đơn. Bức tranh này để đây là không có đúng rồi. Phải đổi lên, hai cái mình quán đổi nha mới được. Mà bây giờ nó cao quá. Cái nhiệm vụ này khoan đi. Giờ mình đây. Mẹ! Mẹ! Sao? Sao? Thấy trong phòng con khác lạ phải không? Đó! Đẹp phải không? Mẹ thay đổi hết rồi hả? Mẹ chứ ai? Trời đất ơi! Rồi cái sắp tài liệu giấy trên bàn của con đâu? Cái đống củ xì đó hả? Trời ơi, mẹ nói đồ bỏ, mẹ cho bà gia trai bán cân ký cho bà rồi. Trời ơi, mẹ ơi, cái đó là giáo án đi dạy của con. Ủa? Con xài lâu năm rồi nó cũ chứ không phải là đồ bỏ. Ồ, vậy hả? Vậy mẹ xin lỗi, mẹ tưởng đồ bỏ tụi con mà tụi con để chi cho nên mẹ dục. Nói nghe nè, mẹ xin lỗi con nghe gì không hỏi ý kiến con mà mẹ thay đổi phòng con hết. Biết sao không? Tại sao tụi con lâu rồi mà không có con là tại vì cái phong thủy nó không có hợp. Cho nên mẹ đi coi thầy. Đó thầy biểu phải thay đổi phòng ốc rồi ha. Cái giường nằm cái hướng nào ha. Để cái đường tài lộc nó vô ào ào, cái đường con cháu cũng tốt. Mẹ, phòng của con, mẹ muốn thay đổi cái gì ít nhất mẹ phải tôn trọng con, mẹ hỏi ý kiến con chứ. Sao mẹ tự tiện vậy? Nói nghe này, cái vụ cái sắp là quan trọng với con hả? Thôi mẹ xin lỗi, để mẹ đi kiếm cái bà gia trai mẹ mua lại. Mẹ mua lại cho con. Biết ai đâu mà đòi lại. Có những muốn buông xuôi để lo cho chính ta. Ngày ngày ra phố mua sắm ngạc cả. Tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong tôi mất thế giới ngoài kia, em đây mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng sau tất cả em vẫn ở đây, vẫn thật hạnh phúc như em từng. Bên cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương. Mẹ biết giữa em đây.